Vâng, xin kính chào tất cả các bác nhé. Thì trên tay em đây là một cái rắc new trick mà chúng ta sử dụng cho bên sau rắc loa cũng như là đằng sau đẩy. Thì thực sự đây là một cái rắc có thể nói là cũng khá là đơn giản, nếu mà nó chúng ta không nói thẳng luôn là nó cũng không có gì to tát cả. Nhưng mà cái chuyện này em vẫn rất là hay gặp, và hầu như ngày nào cũng phải gặp cái chuyện là các bác vẫn đấu sai cái này. Thì trong các cuộc đêm la mỗi hôm live stream hoặc cũng như là bên em mà có gọi điện hướng dẫn các bác á, nhưng mà rất là khó để hướng dẫn, bởi vì là đa số các bác sẽ cũng không thể đấu được, và các bác mắt cũng do kém nữa, cho nên các bác cũng không thể thấy được cái rắc bên trong cái lo này đấy, không thấy được cái số. Và hiện tại hôm nay em sẽ nói lại cái chuyện này để cho chúng ta nó sẽ có những trường hợp gì xảy ra, nó sẽ xảy ra như thế nào, và em sẽ nói rõ cho các bác biết. Có rất là nhiều trường hợp, có 3 trường hợp xảy ra khi các bác đấu cái rắc này. Thứ nhất là các bác đấu mọ, là cái đấu mọ âm dương này không hề biết là cái số gì cả. Cái thứ hai đó là các bác đấu sai cực âm dương, các bác đấu đúng nhưng mà đấu sai cực âm dương thì nó sẽ ra trường hợp đó là mất tiếng bát ở nơi loa, có nghĩa là bát nó không còn tiếng, nơi cái loa nó không còn âm bát nữa đấy. Và cái thứ ba đó là các bác cẩn thận có, các bác lại câu cả một cộng, có hai cộng và một trừ, có hai trừ, cho nên là nó sẽ gây trường hợp là nó báo đèn clip ở nơi con đẩy rất là nguy hiểm. Thì nó có 3 trường hợp xảy ra. Bên em đã cẩn thận này, bây giờ thực sự bên em cẩn thận và các em đã phải nhổ ra. Đây, các bác này rất là bất công luôn, nhưng vẫn cứ phải làm. Đó là bên em đã cẩn thận và bên em đã nhổ bớt hai chân ra. Có nghĩa trong cái con rắc này nó sẽ có 4 chân. Các bác lưu ý cho em là nó sẽ có 4 chân. 1 cộng 2 1 cộng 2 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Thì ra trên điện thoại em lại chụp này. Các bác để ý cho em ở phía dưới. Đấy, đây này. Ở phía dưới phần nhựa cái ốc đấy, nó sẽ có số 1 trừ này và số 1 cộng, các bác thấy không ạ? Xin lỗi các bác nhé. Đây, nó sẽ có số 1 cộng này, 1 cộng này và 1 trừ này, các bác thấy không ạ? Nó nằm rất là nhỏ phía dưới cái ốc. Nó màu đen đen, nó in có đúc nổi lên đấy. Các bác nhìn thấy không ạ? Em phải phóng to lên các bác mới thấy được. Nó rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ cho nên là nếu mà những người mà là tầm khoảng 50 tuổi trở lên ấy, các bác 50 tuổi trở lên thì thực sự rất là khó thấy. Và để thấy các bác phải dọi đèn pin hoặc là nhờ những người mắt sáng hơn để nhìn mới thấy được. Hoặc là theo kinh nghiệm của em đấu á, thì đây các bác nhìn cho em này, các bác nhìn thẳng. Đây các bác nhìn cho em. Các bác nhìn thẳng. Trên cái rắc new trick này nó sẽ có một cái ngàm lớn và một cái ngàm bé. Nếu các bác nào mắt kém thì các bác sẽ làm theo em, không cần phải nhìn số nữa. Không nhìn số nữa nhá. Đây, đây là ngầm nhỏ và đây là ngầm lớn. Đây thì các bác giống thẳng này, ngầm lớn giống thẳng lên thì đây sẽ là một rực 1 cộng, chắc chắn sẽ là 1 cộng. Và check sang bên phải nó sẽ là 1 trừ. Đấy, đây là kinh nghiệm đấu quen thì em làm thôi nhá. Cho nên là em không cần nhìn số. Thì bác nào mà cẩn thận thì các bác sẽ nhìn số ở đây. Cái số này nó sẽ là số 1 cộng này. Và đây sẽ là số 1 trừ. Các bác nhìn em phóng lên điện thoại rồi đấy. Nó sẽ có số rất là nhỏ ở phía dưới cái ốc, cái phần nhựa này. Các bác nhìn kỹ cho em nhé, nó sẽ có như đây. Cho nên là nhìn kỹ giùm em. Các bác lưu ý cho em nếu mà loa nào em bảo các bác đấu 1 cộng 1 trừ thì các bác chỉ được đấu số 1 cộng và số 1 trừ. 1 cộng là dây dương, còn 1 trừ là dây âm. Còn ngoài ra các bác không được đấu vào 2 cộng 2 trừ. Lưu ý giùm em. Có rất là nhiều người cẩn thận quá lại đấu 1 cộng 1 trừ xong lại lấy cái dây lại câu từ 1 cộng qua 2 cộng. Đấy, 1 trừ lại có 2 trừ nữa. Thì cái trường hợp này nó sẽ gây ra, nó là sẽ báo đèn clip ở nơi con đẩy rất là nguy hiểm. Có thể sẽ chậm đẩy các bác nha. Nên là các bác lưu ý giùm em. Chỉ được đấu 1 cộng và 1 trừ. 1 cộng là dây dương, 1 trừ là dây âm. Có nhiều người thì lại đấu lộn. Cái 1 trừ lại đấu dây dương và 1 cộng lại đấu dây âm. Thì nó sẽ gây ra trường hợp loa vẫn hát bình thường. Loa vẫn hát bình thường các bác ạ, nhưng mà cái loa nó nghe giống như cái mẹp. Bởi vì là lúc đó cái âm bát ở nơi cái loa nó đã bị triệt tiêu hết hoàn toàn luôn. Nó đã triệt tiêu hết hoàn toàn và các bác nghe cái loa nó không ra một cái trò gì cả. Có nhiều người mua cái loa của em về, loa là nó các bác là nghe phê luôn, mà đến khi các bác nghe thợ gọi cho em xong, những người khách gọi cho em xong, tại sao cái loa của ông nghe như cái mẹp? Đấy, cái mẹp vẫn còn nghe hay hơn. Nó không ra một cái hệ thống gì cả. Không có bát, không có gì hết. Thì đó là các bác đã đấu sai cực. Chỉ cần các bác nói như vậy thôi là em đã biết là các bác đấu sai cực rồi. Nhưng mà để tránh trường hợp vậy, các bác nhớ cho em, 1 cộng là dây dương, 1 trừ là dây âm. Đấy. Và chỉ trường hợp đặc biệt, một số dòng loa đặc biệt. Ví dụ như dòng loa hôm qua em bán, dòng loa Li Home, thì đó là dòng loa sẽ đấu 2 cộng và 2 trừ. Thì những dòng loa đó em sẽ thông báo các bác là đấu riêng. Những dòng loa đó em sẽ nói các bác là sẽ đấu 2 cộng và 2 trừ. Và nhớ cho em, cái quan trọng nhất là các bác không được đấu sai cực nhé. Và cũng không được câu từ 1 cộng sang 1 cộng 2 cộng mà 1 trừ sang 2 trừ. Lưu ý giùm em cái đấy, sẽ không được đấu liên quan. Đó là những cái lưu ý các bác khi đấu new trick giùm em. Còn
À, bên em thì bây giờ cũng cẩn thận hơn, thì bên em gần như là đã tháo ra và sẽ nhổ bớt cái 2 cộng 2 trừ đi. Sẽ nhổ hết hai cái chân 2 cộng 2 trừ đi. Và chỉ để lại cái chân 1 cộng 1 trừ cho các bác thôi, để cho mọi người dễ đấu hơn. À, nhưng mà các bác lưu ý cho em là nhớ là cũng phải đấu cho em là bên này là 1 trừ này. Bên này là 1 trừ, check sang bên phải là 1 trừ, còn thẳng lên là 1 cộng. Đấy, nó sẽ ra cái ngàm lớn nhá. Cái ngàm lớn thẳng lên là 1 cộng, còn check sang bên phải là 1 trừ. À, còn bên này cũng vậy. Còn bên này thẳng lên là 1 cộng là 2 cộng, còn check sang bên phải nó là 2 trừ. Cho nên các bác lưu ý cho em khi đấu rắc new trick chúng ta cẩn thận và đấu không được sai. Nó sai nó không gây ra cháy. Nó ít khi gây ra cháy loa, nhưng nó sẽ gây trường hợp là loa nó không nghe ra cái gì cả và nó sẽ mất rất là buồn, và chúng ta cũng sẽ làm cái loa nó một cái loa mắc tiền nhưng nó lại nghe không bằng một cái loa rẻ tiền các bác nhé. Lưu ý cho em. Em đã rất là nhiều trường hợp là nhiều khách hàng lại còn không biết luôn. Thì cái tưởng tượng là cái bên này 1 cộng bên này 1 trừ, cái đấu thẳng qua nhau. Cuối cùng là đấu xong cái loa không hát, thế là gọi cho em la trời lên bảo loa của ông gửi cho tôi không có cái nào hát cả. Đấy. Không biết lý do luôn. Bảo loa của ông gửi cho tôi không cái nào hát cả. Và cái trường hợp mà nhức đầu nhất ấy, cái trường hợp mà nhức đầu nhất mà em được thực sự em ghét nhất, đó là cứ toàn nhờ những cái thằng hàng xóm. Cứ toàn mà nhờ những cái thằng hàng xóm hoặc là thằng những thằng thợ vườn. Thế là qua cái là làng này em mà tôi đã kêu thợ đến đây rồi, người ta đấu cũng không hát, loa của ông cháy rồi. Và cái ông thợ cũng khẳng định là tôi biết đấu cái này tôi ngày nào cũng đấu cả. Đấy. Và em bảo là bảo anh đấu đúng chưa? Thì bảo là chắc chắn là đúng, không bao giờ sai được, loa của ông không hát. Nhưng mà khi em yêu cầu tháo cho em xem thì không tháo. Đến khi mà em gắt quá lại, em bảo bây giờ ông tháo cho tôi đi, nếu sai tôi chịu. Thì lúc đó mới loài tháo rắc lưu trích ra cho em xem. Thì gọi video cho em xem thì tháo hoàn toàn là em nhìn phát em biết sai ngay là đâu có rắc lưu trích sai. Nhưng mà cái miệng vẫn la làng lên là chửi em là bảo là lo ông bán cho người ta lo sai lo cháy, chứ không phải là tôi không đâu sai. À, tôi là thợ ở đây. Thế thật các bác là cái khi mà em nhìn thấy cái rắc đấu sai xong, em nếu mà em ở bên cạnh ông ấy em sẵn sàng em đấm một phát vào mồm luôn. Đấy, nói hơi nặng một chút nhưng mà thẳng thật khẳng định các bác là đấu thẳng, đấm thẳng vào miệng luôn. Bởi vì thực sự là thợ vườn không biết thì im miệng, nhưng mà làm cho người khách người ta còn nghĩ nhầm, nghĩ là em bán hàng thế này kia, trong khi là không biết cái quái gì cả nhưng mà thích thể hiện. Cuối cùng là đấu sai cũng cứ la làng là đấu đúng, cuối cùng là đấu trực lắc hết. Có đấu đúng đâu, một cái đơn giản như thế này đấu sai mà cũng cứ la làng là tôi là thợ. Em không hiểu là thợ gì, là thợ máy thợ gì biết nè, có thể là thợ kích vườn kích cá lên. Đấy, các bác lưu ý cho em cái chuyện này nhé. Nếu không biết thì chúng ta vui lòng liên hệ cho em để chúng ta được đấu đúng, chứ còn không nhờ thằng nào hết á, không nhờ cha con thằng nào cả, bởi vì không tin thằng nào được cả, toàn là mấy ông thợ vườn không biết thằng nào mà một lần đâu. Cho nên là nếu không đấu được thì gọi cho em, còn nó biết đấu rồi thì chúng ta đấu các bác nhé. Thì đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chất âm của chúng ta nữa, và cũng như cái loa cái đẩy nữa. Nếu đấu sai cái đẩy nó sẽ gây clip, báo clip và bảo có thể gây chập đẩy nữa, rất là nguy hiểm các bác nhé. Thì cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những clip sau.